Chào bạn, chào mừng các bạn đến với series tập gym tại nhà của mình. Các bạn mới đi tập, không biết lên lịch tập sao cho hợp lý, hoặc các bạn tập được một thời gian, thấy lịch tập cũ không còn phù hợp với bản thân, loay hoay đổi lịch tập mãi mà không biết sao cho nó phù hợp. Hoặc mọi người lấy nguyên lịch tập của mấy ông đi thi đấu, tập luyện chuyên nghiệp, suốt ngày chỉ ăn với tập để về áp dụng với bản thân, thì làm sao mà hợp được. Các bạn lấy lịch tập của idol này, idol kia, bê nguyên lịch tập của họ về lịch tập của mình. Tập được một thời gian, thấy nó cứ sai sai ở đâu ấy, nó không hợp lý mà nó không còn phù hợp với cả bản thân cho lắm. Vì các bạn nên biết rằng ấy, mỗi người có một mục tiêu riêng, quỹ thời gian hay tính chất công việc hay gia đình là khác nhau, dẫn đến lịch tập của mỗi người cũng không thể hoàn toàn giống nhau được. Nói như vậy không có nghĩa là không có cách để lên lịch tập sao cho phù hợp với cả mọi người. Lịch tập luyện nói chung ấy, hay lịch tập gym nói riêng ấy, theo mình nó phụ thuộc vào ba yếu tố chính, đó là mục tiêu, giai đoạn và tính cá nhân của mọi người. Trong video ngày nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách lên lịch tập sao cho phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với bản thân mình. Nếu như lần đầu bạn đến với kênh của mình, nhớ like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, giờ thì intro. Đầu tiên ấy, làm gì thì làm, các bạn phải xác định rõ mục tiêu của bạn là gì. Các bạn trả lời cho mình câu hỏi mục tiêu tập gym của bạn là gì. Tập để thi đấu, để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đi thi thể hình hay là để làm PT hoặc để kiếm tiền với ngành gym này. Tập gym ấy, để đi thi đấu, để trở thành vận động viên chuyên nghiệp hay để đi đi thể hình hoặc là làm PT hay là kiếm tiền với cả ngành gym này ấy, thì mình tin chắc ấy, đó là chỉ là thiểu số và số ít thôi. Còn phần lớn ấy, hoặc hầu hết mọi người đi tập gym ấy, đều có mục tiêu chung ấy, đó là vì sức khỏe và tính thẩm mỹ hoặc có một vóc dáng hoặc một body đẹp hơn. Vậy nên ấy, ngay từ đầu mục tiêu cũng đã khác nhau rồi, dẫn đến hành động của chúng ta cũng khác nhau. Lịch tập của mọi người ấy, cũng không thể giống y xì như vậy được đâu. Các bạn cũng không thể suốt ngày chỉ nghĩ ăn với tập như thế nào được. Mọi người còn lo đi học, đi làm, lo cho cuộc sống của mọi người cơ mà. Tập gym ấy là công việc chính của họ. Họ được trả tiền hoặc chí là họ kiếm tiền từ công việc đó. Nhưng mà hầu hết chúng ta thì không như vậy. Công việc nuôi sống của bản thân mọi người không phải là gym. Nên tập ấy cũng ở mức độ nào đó thôi. Không thể được như các vận động viên thi đấu hay là đi đi thể hình đâu. Có thể tập 2 buổi trên ngày. Các bạn nghĩ là các bạn có thể theo được không? Kết luận lại, các bạn nên xác định rõ mục tiêu tập luyện của mình là gì. Mục tiêu tập gym của bạn là gì. Với mình ấy, tập gym là để khỏe, để đẹp. Còn bạn thì sao? Tiếp theo, lịch tập của mọi người phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn đang ở giai đoạn tập luyện nào. Ví dụ nhé, bạn chưa đi tập bao giờ, bạn không thể tập theo lịch tập của mấy ông tập lâu năm, tập hàng chục năm như mình được. Làm gì cũng vậy, các bạn cần phải có thời gian và tập luyện dần dần để cơ bắp mọi người phát triển từ từ. Các bạn mới tập ấy, sẽ cảm giác là rất đau cơ, cảm giác đau cơ đến mức như chả muốn làm gì luôn ấy. Vậy nên các bạn phải cho cơ bắp, cho cơ thể của mình nghỉ ngơi để phục hồi sau tập. Không thể các bạn một tuần tập 5-6 buổi hoặc thậm chí hơn so với các ông tập lâu năm được đâu. Hoặc các bạn tập được một thời gian rồi ấy, thì các bạn cũng không thể tập theo lịch cũ, lịch cho người mới mãi được. Sẽ gây cảm giác nhàm chán và không thấy cơ thể mình, cơ bắp mình phát triển lên tí nào. Sẽ dần dần đến kiểu nhàm chán ấy. Sẽ gây chán và dẫn đến bỏ tập. Vậy nên ấy, các bạn phải hiểu bản thân mình, nên biết bản thân mình ở giai đoạn nào. Người mới tập hay người tập được một thời gian rồi, đã từng đi tập và bây giờ muốn quay lại để tập lại. Tiếp đến, ấy, việc xây dựng lịch tập của mọi người ấy, phụ thuộc rất nhiều vào tính cá nhân của mọi người. Vì sao mình đã nói là tính cá nhân? Vì mỗi người ấy có một mục tiêu, có một công việc, có một quỹ thời gian hay là một cơ thể khác nhau. Không thể hoàn toàn giống nhau và áp dụng chung một quy tắc hay một quy chuẩn nào từ đó để xây dựng một lịch tập hoàn hảo cho tất cả mọi người được. Ví dụ bạn gầy, bạn muốn tập để tăng cân. Bạn béo thì bạn tập để muốn giảm cân. Còn người khác ấy, không gầy, không béo thì muốn tập để tăng cơ, giảm mỡ. Qua đó để có một body ngon hơn, mà lém hơn. Rồi còn công việc hay quỹ thời gian của bạn như thế nào để còn sắp xếp thời gian tập luyện. Bạn bận trong tuần thì bạn có thể tập cuối tuần, bạn bận cuối tuần thì bạn tập trong tuần. Nói chung là rất khó để trả lời hết. Chỉ có bạn mới tự sắp xếp được lịch tập của chính mình thôi. Nhưng dù thế nào ấy, thì các bạn cũng cố gắng là tập từ 3 đến 4 buổi trên tuần. Ít nhất ấy, từ 30 phút mỗi buổi tập nhé. Có đợt ấy, mình đi làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới về, 14 tiếng một ngày. Về nhà chỉ có ăn với ngủ thôi. Cuối tuần thì đi làm thêm nhưng vẫn cố gắng đảm bảo ít nhất là tập 3 buổi trên tuần. Tại vì ấy, vậy nên ấy, các bạn không lo là không có thời gian để tập đâu. Chỉ là các bạn có muốn tập hay không thôi. Nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do mà. Sau khi trả lời 3 vấn đề chính rồi ấy, trước khi xây dựng lịch tập phù hợp với bản thân mỗi chúng ta thì mọi người cần biết nguyên tắc cơ bản trong cách chia lịch tập nhé. Thứ nhất ấy, là không nên sắp xếp hai nhóm cơ lớn trong cùng một buổi tập. Ví dụ nhé, là trong buổi tập lưng xô thì các bạn không nên tập chân mông đùi nữa, tại vì hai nhóm cơ này là hai nhóm cơ lớn. Khi bạn tập như vậy vừa mệt lại không đảm bảo hiệu quả cho từng nhóm cơ. Nếu xếp chung trong cùng một buổi tập ấy, thì các bạn khó lòng có sức để hoàn thành cả buổi tập, mà nếu có hoàn thành ấy, thì hiệu quả đến các nhóm cơ như vậy nó cũng không cao.
Thứ hai ấy, là các bạn chỉ nên tập từ 2 đến 3 nhóm cơ trong cùng một bài tập thôi. Đừng cố tập quá dẫn đến chấn thương hoặc mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc hay thậm chí là buổi tập hôm sau của các bạn. Việc bạn thường xuyên một tuần tập từ 3 đến 4 buổi ấy, sẽ hơn rất nhiều việc bạn cố tập thêm nhiều nhóm cơ rồi sau đó nghỉ tập đến một cả tuần hoặc hơn do đau cơ hoặc là do mỏi. Thứ ba là trong các buổi tập các bạn nên tập các nhóm cơ có tác dụng là bổ trợ lẫn nhau. Ví dụ nhé, là trong các bài tập đẩy ngực đúng không? Thì các bạn cơ tác dụng chính đó là cơ ngực, cơ tác dụng phụ của mọi người nó là vai và tay sau. Vậy nên ấy, cuối buổi tập ngực các bạn hoàn toàn có thể tập thêm một số bài tay sau hoặc thậm chí là vai, là vẫn sẽ đảm bảo lịch tập đầy đủ các nhóm cơ của mọi người, không bỏ sót nhóm cơ nào. Thứ tư ấy, nỗi này mình thấy rất nhiều các bạn mới đi tập hay mắc phải, đó là trong quá trình chúng ta tập luyện ấy, các bạn nên dành ít nhất 1 đến 2 ngày nghỉ ngơi không tập để cho các nhóm cơ của mọi người được nghỉ ngơi và phục hồi. Các bạn mới ấy, thì rất máu, kiểu ngựa non hao đá mà mới đi tập đã tập liền tù tì, tập không nghỉ ngập cả 7 ngày liền, sau đó là đau cơ, đau hết cả người dẫn đến nghỉ tập, nghỉ được 1-2 ngày rồi sau đấy nghỉ cả tuần rồi hoặc lâu hơn. Vậy nên ấy, mọi người tập từ từ, càng lúc đầu ấy, càng thấy đau cơ và tập từ từ thôi, dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau đó lại chiến tiếp nhé. Khi các bạn lên lịch tập ấy, các bạn cố gắng làm theo lịch tập của mọi người đã đề ra nhé, cố gắng hoàn thành càng lâu càng tốt, càng nhiều tuần liền càng tốt. Nhưng mà kiểu gì trong đó chả có vài sai số, như kiểu là đi làm về mấy anh em rủ nhậu hoặc cuối tuần đi nhậu đi chơi với cả bạn bè, tránh làm sao được. Cuộc sống mà đâu chỉ có việc tập gym đâu. Nhưng mà giả sử ấy, bỏ hết các yếu tố sai số đấy đi, các bạn có một điều kiện lý tưởng à, làm 8 tiếng trên ngày, 6 giờ tối về, cuối tuần không đi chơi hay không nhậu nhẹt gì ấy, thì mọi người sẽ lên lịch tập như thế nào? Sau khi các bạn đã xác định rõ và hiểu rõ các phần trên rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ lên lịch tập. Lịch tập này ấy, sẽ tùy vào các đối tượng khác nhau, mục tiêu và giai đoạn khác nhau, các bạn sẽ xem lịch tập nào phù hợp với bản thân, tham khảo và rồi áp dụng nhé. Ok, sau đây là lịch tập mình đã chia sẵn rồi nhé. Lịch tập đầu tiên là lịch tập từ 3 đến 4 buổi. 4 này mình để trong ngoặc kép rồi. Tại sao mình để trong ngoặc kép thì tí mình giải thích sau nhé. Lịch tập này phù hợp cho các bạn mới đi tập khoảng từ 6 tháng đầu tiên, hoặc nếu bạn nào nhanh ấy, tập từ khoảng 4 đến 5 tháng, hoặc những người nào bận, cực kỳ bận, tập cố gắng duy trì từ 3 đến 4 buổi trên tuần. Và các bạn bỏ tập lâu rồi ấy, muốn đi tập lại thì sẽ rất phù hợp với cả lịch tập 3 đến 4 buổi thế này. Dù là lịch tập nào thì các bạn cũng chú ý là phải đảm bảo là tập cả thân trên, thân dưới đầy đủ nhé, tập hết tất cả nhóm cơ, không bỏ sót một nhóm cơ nào. Lịch tập 3 đến 4 buổi này các bạn cố gắng tập để có thời gian nghỉ, tập xen kẽ thôi. Như vậy thì cơ các bạn vừa có thời gian nghỉ để cho cơ các bạn phục hồi được. Thứ hai là quốc tế tập ngực rồi, nhưng mà tại sao lại cả vai và tay sau? Tại vì trong buổi tập ngực của mọi người ấy, cơ chịu tác dụng phụ rất nhiều là vai và tay sau. Vậy nên cuối buổi tập ngực ấy, mọi người có thể tập thêm một vài bài vai và tay sau là đảm bảo cho đầy đủ các nhóm cơ của bạn có thể tập luyện rồi, không bỏ sót bất kể nhóm cơ nào. Thứ ba các bạn nghỉ. Thứ tư các bạn đầu tập thân dưới, chân mông đùi. Thì sau buổi tập thân trên rồi ấy, các bạn lại tập thân dưới xen kẽ nhé, thân trên, thân dưới và thân trên. Thứ năm mình nghỉ. Thứ sáu bắt đầu tập thân trên. Thân trên các bạn lại tập lưng xô, tay trước, cẳng tay và bụng, nếu còn thời gian về bụng nhé. Thứ bảy là buổi thứ tư của mọi người trong tuần này, mình để trong ngoặc kép. Nghĩa là các bạn có thể tùy vào mỗi người, tùy vào đối tượng, tùy vào mục tiêu của mọi người, các bạn có thể tập hay không. Ví dụ bạn nào muốn tăng cân chẳng hạn, buổi thứ bảy này các bạn có thể tập không tạ, chạy bộ, đi bộ hoặc là hit cardio. Ví dụ các bạn gầy ấy, ở buổi thứ bảy này các bạn cũng không nên chạy bộ hay là tập hit cardio nhiều quá. Các bạn tập nhẹ nhàng thôi để cho cơ bắp của mọi người nghỉ ngơi và phát triển. Còn những bạn nào muốn giảm cân hay là muốn tăng cơ giảm mỡ ấy, thì các bạn có thể tập thêm về các cái chạy bộ, đi bộ, hit hoặc cardio. Với mình thì hay chạy bộ rồi chứ mình ít tập hit hay cardio ấy. Mình rất thích chạy bộ nên mình toàn ra ngoài chạy bộ rồi. Tiếp đến là lịch tập từ 4 đến 5 buổi trên tuần ấy, thì 5 mình lại để trong ngoặc nhé. 5 này tùy thuộc vào từng đối tượng này. Lịch tập này ấy, phù hợp với các bạn đã tập được một thời gian rồi, tập được khoảng tầm 6 tháng trở lên rồi, hoặc nếu bạn nào nhanh ấy, thì có thể tập từ 4 đến 5 tháng. Khi quen các kỹ thuật, quen các mức tạ rồi thì bạn có thể chuyển sang buổi tập từ 4 đến 5 buổi trên tuần. Hoặc các bạn nghỉ tập được một thời gian rồi, nghỉ tập không quá lâu, mới nghỉ hoặc là nghỉ một thời gian ngắn thôi, hoặc những người bận vừa thôi cũng có thể tập theo lịch tập này. Thì thứ hai ấy, mình hay tập là ngực và tay sau. Ngực, tay sau liên quan đến ngực rồi đúng không? Sau buổi thứ hai tập ngực ấy, đẩy nhiều rồi ấy, đến thứ ba chúng ta sẽ tập lưng xô, kéo nhiều. Buổi tập lưng xô của mọi người ấy, tập lưng xô, cầu vai và liên sườn. Liên sườn mình để trong ngoặc kép tại vì nếu mà còn thời gian thì có mọi người có thể tập liên sườn nhé, hoặc là tập hai bên hông. Cầu vai này có chữ vai trong tên nhưng thực ra là nó một nhóm cơ trong mặt sau của bạn nhé, mặt lưng xô của mọi người. Các bạn cũng có thể tập cầu vai trong buổi tập lưng xô hoặc cũng có thể tập vào cầu vai trong buổi tập vai của bạn. Tiếp đến là sau hai buổi tập thân trên rồi chúng ta sẽ tập thân dưới. Thứ tư chúng ta sẽ tập chân mông đùi. Thứ năm mọi người nghỉ. Thứ sáu là tập vai, tay trước, cẳng tay ở bụng.
Nếu còn thời gian thì các bạn có thể tập bụng nhé. Thứ bảy tùy vào tính chất của mọi người, tùy vào mục tiêu của mọi người, các bạn có thể tập không tạ, chạy bộ, đi bộ hoặc hít hoặc cardio. Nếu các bạn gầy, các bạn muốn tăng cân ấy, thì các bạn có thể buổi này các bạn tập nhẹ nhàng thôi. Hoặc các bạn muốn giảm cân hoặc tăng cơ giảm mỡ thì các bạn có thể chạy bộ, tập hít hoặc tập cardio ở buổi này để đốt mỡ hơn nhiều hơn nhé. Lịch tập từ 5 đến 6 buổi trên tuần này thì cũng như tương tự như lịch tập 4 đến 7 buổi trên tuần thôi, nhưng mà sẽ thứ hai vẫn tập ngược tay xong, thứ ba sau bài đẩy rồi thì chúng ta lại tập kéo, tập lưng xô, cầu vai, liên sườn. Thứ tư tập chân mông đùi. Thứ năm thì tập vai, tay trước, cẳng tay. Thứ sáu thì tập ngực, không tập không tạ. Mình hay tập kiểu chống đẩy hay các bài, nếu mà có tập tạ thì cũng tập mức tạ nhẹ thôi, phù hợp để cho ngực mình vẫn phát triển mà cũng không quá mệt. Thứ bảy tập không tạ hoặc là chạy bộ, đi bộ hay hít cardio. Mình hay chạy bộ, mình thích chạy bộ ra ngoài cho thoáng, mà ở nhà suốt ngày tập chạy ra ngoài cho nó thoáng không khí. Nhưng mà đợt này ở Nhật ấy, chiều tối tầm 1-2 độ nên chạy bộ lạnh lắm. Mình họng mình kém, chạy bộ trời lạnh như vậy dễ đau họng, viêm họng nên là ở đây mình ít chạy lại. Trời lạnh, thời tiết thì hanh khô, chạy các bạn cảm giác khó thở mà về buốt hết họng luôn. Lịch tập 5-6 buổi này thì mình nghĩ là nếu các bạn đã tập đến 5-6 buổi trên tuần rồi, mình nghĩ là các bạn cũng đã biết lên cách lịch tập cho mình rồi. Thì lịch tập 5 buổi thì mình thứ hai thì cứ tập ngực thôi. Thứ ba tập lưng xô, cầu vai và liên sườn. Thứ tư các bạn phải tập tay trước, tay sau và cẳng tay. Thứ năm mình nghỉ. Thứ sáu thì tập chân mông đùi. Thứ bảy tập vai, bụng. Thứ chủ nhật thì nghỉ và lặp lại. Lịch tập 6 buổi trên tuần ấy, thì các bạn có thể thứ hai tập ngực. Thứ ba tập lưng xô, cầu vai, tay trước. Thứ tư thì chân mông đùi. Sau hai buổi tập thân trên rồi, buổi thứ ba thì tập chân mông đùi. Thứ năm thì quay lại tập vai. Thứ sáu tập ngực bụng. Thứ bảy tập tay trước, tay sau. Mình thì ít tập tay trước tay sau trong cùng một buổi, mình toàn tập tay sau sau ngực thôi, còn tay trước mình hay tập cùng với vai. Nhưng mình thấy mọi người rất hay tập tay trước tay sau trong cùng một buổi, hoặc là trong buổi lưng xô rất hay tập thêm tay trước. Mình thì ít tập như thế, mình tập tay trước sau hay cùng với buổi tập vai thôi. Chủ nhật thì lại nghỉ và lặp lại. Các bạn có thể đổi thứ tự nhé, nhưng mà chú ý là đổi nhưng mà cũng phải sắp xếp sao cho hợp lý, cũng phải đổi lung tung là được đâu. Ví dụ buổi thứ hai các bạn tập ngực với tay sau rồi thì các bạn buổi tiếp theo các bạn không nên tập tay trước với tay sau. Bạn phải cho tay sau của bạn có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Lịch tập này các bạn không phải theo thứ cụ thể đâu, mà các bạn ví dụ rảnh ngày nào các bạn có thể tập ngày đấy, nhưng mà đảm bảo sau là các buổi tập của bạn liền tù tì nhau như này nhé. Các thứ các bạn không phải tập liền tù tì như này đâu, sao cho miễn sao 7 ngày là các bạn có lịch tập như này là được. Ví dụ là kiểu các bạn bận cuối tuần thì các bạn thể tập đầu tuần, nếu như là trong tuần các bạn bận thì các bạn có thể dồn lịch sang cuối tuần. Lịch tập của mình ấy, thì hay tập theo 3 lịch trên này, tùy giai đoạn nhé. Ví dụ lịch tập 3-4 buổi trên tuần ấy, mình tập những lúc mình cực kỳ bận, hoặc những lúc bận vừa vừa thì mình tập 4-5 buổi trên tuần. Còn hiện tại mình đang rảnh rang thì mình tập từ 5-6 buổi trên tuần. Ví dụ kiểu mình lúc gian nhiều nhiều, tăng ca nhiều, mình toàn tập lịch tập 3-4 buổi trên tuần thôi. Trong tuần mình đi làm nhiều thì mình dồn lịch sang thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Nhưng mà các bạn nếu mà không dồn lịch như quá như vậy thì các bạn có thể giãn lịch ra. Các bạn bận vừa vừa thì các bạn tập từ 4-5 buổi trên tuần thôi là ok rồi. Còn hiện tại mình đang cố tập chai hát lại, mình tập 5-6 buổi trên tuần, thậm chí là hơn. Hiện tại mình đang tập theo lịch này, tập từ 5-6 buổi trên tuần. Thứ hai mình bắt đầu ngực tay sau. Thứ ba sau buổi tập đẩy nhiều rồi mình tập kéo, tập lưng xô, cầu vai, còn thời gian mình tập liên sườn. Sau hai buổi tập thân trên rồi mình thứ tư mình tập thân dưới. Thứ năm mình bắt đầu quay lại tập vai, tay trước, cẳng tay. Thì mình tập trục cẳng tay, tập vai của mình một trục luôn. Thứ sáu này mình lại quay lại tập ngực, tập không tạ, tập chống đẩy hoặc là tập xa kép đấy, cho cảm giác chán tạ đi, tránh xa tạ ra để đỡ nhàm chán hơn. Thứ bảy này mình phải chạy bộ, đi bộ hoặc tập không tạ tiếp đấy. Thậm chí là chủ nhật mình không nghỉ luôn, có nhiều hôm ấy, mình lại quay lại luôn thứ hai tập luôn như vậy. Nhưng mà mình nghĩ các bạn cũng không nên như vậy, các bạn nên có thời gian nghỉ ngơi. Còn mình hiện tại thì mình cố gắng là ngày nào mình cũng tập, tại vì bây giờ mình không tập cảm giác ngủ nó không được ngon đâu. Kiểu già có tuổi ngủ không được ngon rồi. Nhưng hôm nào mình mà tập mệt mệt ấy, ngủ cực kỳ phê luôn, ngủ say giấc mà không bị mất giấc giữa sáng đó. Thế nha, mọi người thử xem lịch tập và tham khảo nhé. Các bạn đã thấy lịch tập nào phù hợp với bản thân chưa? Comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như thấy hay và bổ ích, phiền mọi người nhấn thêm nút like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người.